Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News. Mời các bạn lắng nghe quyển sách The Power of Spiritual Intelligence. Tác giả Tony Pearson Dịch giả Khai Tâm Nhà phát hành First News Giọng đọc Hà Hương Dẫn nhập Bạn có biết Nhiều người đã hồi phục thần kỳ Từ những căn bệnh nghiêm trọng như ung thư Và đã khắc phục những khuyết tật nặng nề Chỉ đơn giản bằng ý chí kiên cường Bộ não của họ đã kiểm soát hoàn toàn cơ thể họ bạn có thể tác động lên các quá trình vận hành tự nhiên của cơ thể như thân nhiệt, nhịp tim, sức khỏe thể chất hoặc thể lực chỉ thông qua sức mạnh ý nghĩ năm 1970 Swami Rama một yogi Ấn Độ đã thay đổi nhiệt độ tại hai vùng da cách nhau vài cm trên cánh tay phải của mình theo hướng trái ngược nhau Mức nhiệt độ thay đổi khoảng 2 độ C mỗi phút và ông đã có thể duy trì sự thay đổi cho đến khi mức chênh lệch nhiệt độ giữa hai vùng da này lên tới 5 độ C. Cầu thủ quần vợt Billie Jean King được xem là bất khả chiến bại khi cô dùng sức mạnh tinh thần để lập trình cơ thể mình giành chiến thắng, mặc dù thực tế về mặt thể chất cô không hơn gì các đối thủ khác. Qua cuốn sách này, Tôi sẽ giúp bạn nhận ra sức mạnh và tiềm năng tuyệt vời của tinh thần và cơ thể bạn. Khi còn bé, tôi thường hay bối rối trước nhiều câu hỏi. Tôi cứ lây hoay mãi mà chưa thể tìm ra câu trả lời và nản lòng với lời nhận xét của các giáo viên rằng tôi thiếu thông minh, kém tập trung và thiếu sinh lực. Những câu hỏi mà khi đó tôi đã không tìm ra lời giải đáp là tại sao những thứ như địa lý lịch sử ngữ văn và khoa học lại được xem trọng hơn nghệ thuật thể thao và âm nhạc tại sao những cậu bé mà chúng ta coi là xuất sắc bị các giáo viên đánh giá là phá phách ngỗ ngược và ngốc nghếch trong khi những trẻ khác không có năng khiếu gì nổi bật lại được các giáo viên cho là thông minh tại sao đôi lúc tôi bị điểm thấp trong khi tôi hiểu biết hơn những học sinh khác những người có điểm số cao hơn tôi vì những lý do không thể lý giải ngược lại tại sao đôi lúc tôi có được điểm số cao hơn trong khi họ biết nhiều hơn tôi các giáo viên đã nhận xét về tôi như sau lười nhác hay mơ mộng hão huyền kém tập trung cậu bé này rõ ràng là không có năng khiếu nghệ thuật kẻ gây rối trong lớp học không thể đáp ứng các yêu cầu đặt ra hay làm người khác thất vọng không có năng khiếu gì về thể dục học dở lịch sử, không tỏ ra quan tâm hay hứng thú gì với môn học này. Không đủ khả năng học lên đại học, may ra còn có thể cải thiện thêm. Nghe quen thuộc nhỉ, nhưng rồi những câu hỏi này cũng dần được sáng tỏ qua thời gian và tự trung thành ba vấn đề cơ bản như sau. Một, ai đánh giá ai thông minh? Hai, ai có thẩm quyền định nghĩa thế nào là thông minh? Ba, chỉ số IQ, Intelligence Quotient, chỉ số thông minh có thể được thay đổi để đánh giá tốt hơn, xác thực hơn không? Nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này đã trở thành công việc của cả đời tôi và khiến tôi bỏ ra thêm 30 năm nữa để khám phá về bộ não, về quy trình hoạt động của trí thông minh và tìm ra công cụ bản đồ tư duy, mài mạp để cải thiện trí tuệ con người. Cuốn sách này thực sự như là bộ công cụ cho những người có câu hỏi tương tự như tôi hoặc từng nhận được những nhận xét tương tự trong học bạ. Nào, bây giờ hãy tận hưởng hành trình khám phá trở lại trí thông minh tự nhiên của mình bạn nhé! Lời thách đố về trí thông minh Vào thập niên 1950, Alan Turing, nhà phát minh ra máy tính, đã thách thức ngành công nghiệp máy tính tạo ra một bộ máy có khả năng thông minh như con người, một thử nghiệm nọ đã được tiến hành như sau. Ba người đầy hiểu biết ngồi đối mặt với một bức màn trắng. Phía sau tấm màn là ba bộ ốc, hai con người và một máy tính. Cả ba cặp này tham gia vào cuộc trò chuyện về bất cứ chủ đề nào do ba người đầu tiên lựa chọn. Giải thưởng sẽ được trao nếu máy tính có thể thuyết phục lần lượt ba người đầy hiểu biết ngồi trước tấm màn rằng nó là một trong hai con người ngồi đằng sau tấm màn. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có máy tính nào chạm được đến giải thưởng đó. Thách thức của Turing đã bỏ qua ít nhất 90% điểm mấu chốt của vấn đề. Thách thức này dựa trên giả định cũ cho rằng trí thông minh của con người chủ yếu dựa vào sức mạnh ngôn từ, nhưng cho đến bây giờ chúng ta đều biết đó chỉ là một trong nhiều dạng thông minh và để xác định một máy tính thông minh ngang bằng với bộ não con người thì cùng một lúc nó phải biểu lộ được tất cả các kỹ năng của 10 loại hình trí thông minh khác nhau. Có vẻ như giải thưởng đó còn phải mất một thời gian dài nữa mới tìm được chủ nhân. Lược sử nghiên cứu về trí thông minh Lịch sử phát triển hệ thống kiến thức về trí thông minh thật là thú vị. Mặc dù các nhà tư tưởng hàng đầu đã mất nhiều thời gian tìm ra manh mối để chứng minh điều gì làm cho chúng ta thông minh xuất chúng, nhưng khái niệm IQ chỉ được đưa ra vào khoảng 100 năm trở lại đây. Những thử nghiệm đầu tiên để đánh giá trí thông minh bằng các phương tiện khoa học chỉ mới bắt đầu vào đầu thế kỷ 20. Một số thí nghiệm ban đầu khá lập dị như đo lường thời gian phản ứng của đầu gối để xác định nếu phản ứng của bạn nhanh hơn, có nghĩa bạn là người thông minh hơn. Đánh giá mối tương quan giữa chiều cao và trí thông minh và đếm những chỗ gò lên trên đầu để xem người đó có thông minh hay không. Tuy nhiên, sau đó Alfred Binet, nhà tâm lý học người Pháp đã đưa ra một phương pháp khoa học thực sự và khách quan hơn để đánh giá trí thông minh. Đó là xây dựng các bài kiểm tra về ngôn ngữ và số học với mốc điểm trung bình là 100. Các bài kiểm tra IQ của Binet đã được chấp nhận mà không có nghi vấn nào trong vòng hơn 60 năm. Mãi cho đến thập niên 70, quan niệm về trí thông minh mới bắt đầu thay đổi. Giáo sư Howard Gardner, giáo sư Robert Einstein, tôi và những cộng sự khác đã khám phá ra rằng có nhiều loại hình trí thông minh khác nhau và mỗi một trí thông minh khi được phát triển đúng cách sẽ tương tác hài hòa với những trí thông minh còn lại. Người thông minh không phải là người chỉ oan oan về khả năng ngôn ngữ và các lý luận logic toán học mà họ còn có thể phản ứng thông minh trước tất cả các cơ hội và thử thách mà môi trường bên ngoài mang lại. Người thông minh là người biết dùng cái đầu tương tác với mọi khía cạnh của cuộc sống như chơi thể thao, giao tiếp, thể hiện tình cảm. Một nhân vật điển hình với trí thông minh tột bậc, Leonardo da Vinci được xem là một hình mẫu tuyệt vời về trí thông minh toàn diện. Nói cách khác, ông là người có khả năng vận dụng và thể hiện tất cả các loại hình trí thông minh của mình rõ nét nhất leonardo tài năng đến mức ông được xem là một trong những thiên tài vĩ đại nhất mọi thời đại ông gần như hoàn toàn tự học và là một điển hình cho thấy con người có thể đạt được điều mình muốn bằng quyết tâm phát triển và hoàn thiện trí thông minh sẵn có trái với nhiều giả định leonardo không xuất thân từ một gia đình giàu có và cũng không được học hành gì nhiều khi còn nhỏ ông được một họa sĩ nhận vào học việc nơi ông đã học được các kỹ năng vẽ tranh và tô màu leonardo cho rằng điều biến ông trở thành cái gọi là thiên tài đó là ông hiểu cách vận hành của não bộ và biết vận dụng khả năng của trí não leonardo rất tự hào về việc tự mày mò học hỏi của mình và từng tuyên bố rằng ông chính là một đệ tử của kinh nghiệm bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các loại hình trí thông minh và xem cách leonardo nuôi dưỡng chúng như thế nào leonardo có sức sáng tạo đáng kinh ngạc ông tạo ra các tác phẩm nghệ thuật hội họa điêu khắc bất hủ và vô số những ý tưởng độc đáo khác ngoài tài năng hội họa leonardo còn là một nhạc công xuất chúng nếu bạn đưa cho ông một nhạc cụ bằng dây bất kỳ thậm chí là loại nhạc cụ mà ông chưa từng biết đến Ông có thể nhanh chóng làm quen với nó và chơi những bản nhạc theo cách hết sức độc đáo. Leonardo là người rất tự tin, ông yêu thương, quan tâm và chăm sóc bản thân như là người yêu, người bạn thân thiết nhất của mình. Ông cũng rất khéo léo trong giao tiếp xã hội, ông là vị khách được đón chào nhiều nhất ở tất cả các buổi tiệc, ở các hội nhóm Florence nhờ vào biệt tài chọc cười có thể là mọi người mê mẩn bay theo câu chuyện kể và ngẩn ngơ trước khả năng sáng tác, chơi nhạc một cách ngẫu hứng của ông. Tình yêu thiên nhiên của Leonardo cũng được mọi người biết đến. Ông xem thiên nhiên như là sự hiển lộ của đấng tạo hóa và đối xử tốt với động vật một cách khác thường. Có giai thoại kể rằng, lần nọ khi đi ngang chợ, nhìn thấy một cái lồng đang nhốt chim, chúng thường được mua về để hót hoặc để làm thịt Ông liền mua rồi sau đó thả chúng ra ngay. Ông ngắm nhìn đường bay của chúng một cách say mê khi chúng lao vút vào không gian tự do vừa tìm thấy. Leonardo hoàn toàn không chấp nhận ý kiến cho rằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển và ngược lại, ông nổi tiếng là người mạnh nhất thành Florence với thân hình dẻo dai, tràn trề sức sống và trông cực kỳ hấp dẫn. Sự gia Vasari mô tả rằng trong Leonardo rất đỉnh đạt, những chuyển động của ông rất uy nghi, còn tướng mạo thì đẹp đến nỗi mọi người đều phải đứng lại thành hàng dài trên phố, chỉ để nhìn ông bước ngang qua trên đường đi đến buổi diễn thuyết của ông. Đặc biệt là Leonardo đã phát triển trí thông minh giác quan, rất quan trọng đối với người nghệ sĩ và vận dụng nó để khích lệ những người xung quanh nâng cao khả năng cảm thụ. Ông đã hoàn thiện năng lực quan sát của mình đến mức độ phi thường. Có tài liệu ghi lại rằng ông là người đầu tiên nhìn thấy các mặt trăng của sao Mộc bằng mắt thường của mình và trong sổ chép tay về đường bay của chim, ông đã ghi nhận những chi tiết mà thời đó không ai chấp nhận và mãi cho đến 350 năm sau, ngành nhiếp ảnh ra đời mới chứng minh được rằng ông đã đúng. Đối với Leonardo, các con số là một phần tự nhiên trong trật tự hài hòa của vũ trụ ông dùng con số như là một loại công cụ tư duy cơ bản để đo lường và tính toán trong mọi lĩnh vực hoạt động của mình nghệ thuật thiết kế kỹ thuật và sáng chế với trí tuệ phong phú nhiều ý tưởng leonardo đã nghĩ ra những thiết kế mới cho các cống dẫn nước cửa và đập ngăn nước cho sông tàu ngầm máy bay và hàng trăm ý tưởng về cơ khí mà trước đây chưa ai nghĩ tới. Do đã nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực nên vốn từ vựng của Leonardo lớn gấp nhiều lần so với người bình thường. Nhờ vào trí tưởng tượng phong phú, ông có thể kết hợp cả hai yếu tố đó, ngôn ngữ và trí tưởng tượng để cho ra đời những tuyệt phẩm âm nhạc và hội họa. Nhiều đoạn văn của ông chẳng khác nào những bức chân dung, dù chúng không phải được vẽ bằng sơn dầu mà là bằng ngôn từ. Leonardo sẽ là hình mẫu lý tưởng cho bạn khi đọc cuốn sách này. Hãy nhớ rằng, cũng giống như bao người, ông từng là một cậu bé thích thú khám phá và làm chủ trí thông minh của mình. Hết phần dẫn nhập Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Thư viện sách nói First News. Phần mở đầu: Hành trình đến thiên đường. Chúng ta không phải là con người có những trải nghiệm tâm linh, mà chúng ta là những thực thể tâm linh có trải nghiệm về con người. Jeha Jachadin. Bạn có phải là một con người tâm linh? Rất nhiều người lẫn lộn giữa tâm linh và tôn giáo, dù hai khái niệm này rất khác nhau với trí tuệ tâm linh bạn nhận thức rõ hơn về bức tranh toàn cảnh đồng thời hiểu hơn về vị trí và vai trò của mình trong bức tranh đó trí tuệ tâm linh là dạng trí thông minh quan trọng nhất có sức mạnh chuyển hóa cuộc đời thay đổi xã hội thế giới và tiến trình lịch sử chúng ta sẽ cùng khám phá bản chất của tâm linh và tìm ra cách thức để phát triển loại hình trí tuệ tuyệt vời này bạn sẽ có đủ năng lực để phát triển các giá trị cá nhân như trung thực chân chính và thấu hiểu bản thân hơn, rồi từ đó gấp sức giúp cộng đồng cùng phát triển. Ngoài ra trí tuệ tâm linh cũng sẽ giúp bạn nhận ra mặt tích cực của các sự vật, hiện tượng và một lần nữa thổi bùng lên lửa nhiệt thành, vui vẻ, sức sống và tính kiên trì vốn có. Không chỉ có vậy, Tôi sẽ chia sẻ với bạn phương pháp để gia tăng trải nghiệm bình an và sức mạnh nội tại, từ đó nâng cao khả năng kiểm soát và giảm thiểu những căng thẳng trong cuộc sống hiện tại đầy bận rộn. Đầu tiên, tôi xin kể về quá trình khám phá tâm linh của tôi và làm thế nào tôi nhận ra được sự tồn tại của trí tuệ tâm linh. Câu chuyện thứ nhất, những thanh sô cô la, sự thuần khiết của tâm hồn và việc hối lộ. Khi còn là một cậu thiếu niên, tôi đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi lớn như ý nghĩa của cuộc sống này là gì sao lại có quá nhiều khổ đau trên thế giới loài vật có cảm xúc hay không tại sao chúng ta chết đi cớ gì mình phải trung thực và tốt bụng liệu có những hành tinh có sự sống khác không vũ trụ to lớn đến mức nào và nó kết thúc ở đâu tôi và những người bạn của tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trên bằng cách đi học giáo lý ở nhà thờ vào mỗi chủ nhật. Chính vì thế mà chúng tôi mới nghiêm túc học tập. Thầy dạy giáo lý của chúng tôi là một người chuyên bắt nạt, kiêu ngạo, hách dịch và cửa quyền. Một dạo nọ thầy bảo rằng nếu chúng tôi rủ thêm được bạn bè tới tham dự buổi học vào chủ nhật tuần sau, thầy sẽ thưởng cho mỗi người một thanh sô-cô-la. Ngay lập tức tôi giơ tay phát biểu rằng tuần trước thầy đã dạy về sự thuần khiết của tâm hồn và tội lỗi của việc hối lộ nếu thực sự tâm linh chẳng phải chúng ta nên tự mình rủ bạn bè tới học vì thực lòng muốn giúp đỡ họ hành động đó cần xuất phát từ tình yêu thương con người và nên được thực hiện với sự thoải mái lòng nhiệt huyết mà không mong nhận lại bất kỳ đền đáp nào hứa rằng sẽ thưởng sô cô la cho chúng tôi chẳng phải là thầy đang hối lộ chúng tôi hay sao Thế là tôi bị cảnh cáo, không bao giờ được phép hỏi những câu đại loại như thế nữa, rồi bị đuổi ra khỏi lớp vì sự vô lễ và ngỗ ngược. Tôi đã không quay trở lại lớp học. Kể từ đó, tôi quả quyết rằng mọi thứ liên quan đến tâm linh đều là lừa gạt, vô nghĩa hoặc là nhu nhược. Duy chỉ có logic và lý lẽ mới là con đường đúng đắn. Câu chuyện thứ hai, tính logic và tâm linh. Cho đến năm 20 tuổi, tôi anh chàng sinh viên đại học đã trở thành một kẻ vô thần chính danh tôi đề cao quyền năng tối thượng của lý luận logic và coi rẻ giá trị của đời sống tâm linh tôi tập trung trao dồi khả năng lý luận thích thú với hoạt động tranh biện đầy chất trí tuệ hãy tưởng tượng tôi sung sướng thế nào khi một ngày nọ một người phụ nữ trung niên với thân hình mảnh khảnh gõ cửa nhà tôi và bảo rằng bà ta đến để cứu vớt linh hồn tôi như một con nhện đang háo hức chờ đợi con mồi đến nạp mạng, tôi mời bà ấy vào nhà và để bà ấy giải thích về sự cần thiết của nhận thức tâm linh. Phải nói thêm là lúc bấy giờ tôi đã quá thông thạo lịch sử triết học cũng như các học thuyết nổi tiếng về đạo đức, chúa trời và ý nghĩa cuộc sống. Trong vòng chưa tới 15 phút, tôi đã làm cho người phụ nữ hiền lành này lúng túng, nhưng ngạc nhiên thay, bà vẫn lạc quan, vui vẻ và không chịu bỏ cuộc bà giải thích rằng giúp đỡ người khác là một hướng đi mới trong cuộc đời bà trước đây vốn chỉ toàn đau thương và khổ cực song giờ đã tươi đẹp và bình an hơn rất nhiều bà háo hức đề nghị rằng liệu tuần sau bà có thể trở lại cùng với một người có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực này không tôi đồng ý với tâm trạng khấp khởi vì biết đâu sẽ được tranh luận với đối thủ xứng tầm hơn một tuần sau bà ấy trở lại như đúng hẹn và tự hào giới thiệu với tôi một thanh niên còn khá trẻ chỉ vừa tốt nghiệp đại học và có kiến thức đặc biệt sâu rộng trong lĩnh vực này rồi cuộc đấu trí bắt đầu cuối cùng sau một tiếng đồng hồ tranh luận anh bạn trẻ mắc phải một sai lầm chết người về mặt logic tôi liền vớ lấy cơ hội và chiến thắng đương nhiên lại thuộc về tôi vẫn không chịu khuất phục người phụ nữ mảnh mai kia tiếp tục xin được quay lại nhà vào tuần sau nữa cùng với một thành viên nòng cốt của tổ chức và tôi đã đồng ý vào ngày hẹn kế tiếp bão tuyết kéo đến ầm ầm và trời lạnh như cắt da cắt thịt tuy nhiên thiên thần bao dung vẫn tới như đã hẹn bằng tất cả niềm tự hào và sự kính trọng bà giới thiệu với tôi người đi cùng hôm đó một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài trông giống như một nhân vật trong bộ phim cướp giật rẻ tiền Bà giới thiệu thêm, đây là một thành viên cấp cao. Gã này chẳng có vẻ gì là tâm linh, không rành tranh luận về luân lý và đạo đức. Trông như thể hắn ta chỉ có một mục đích duy nhất là môi tiền tôi và phô trương chức danh của hắn trong tổ chức. Tôi buộc tội gã ngu dốt, tham lam và thiếu trung thực, khiến gã tím tái mặt mày và câm lặng trong 5 phút đồng hồ. Lại thêm một chiến thắng vẻ vang nữa. Tuy nhiên sự hỉ hạ đó cũng sớm tắt. Trước khi rời khỏi nhà tôi, người phụ nữ đoan trang ấy nhìn tôi với gương mặt đau đớn gần như tột cùng, một khuôn mặt thể hiện sự thất bại, vỡ mộng, mất mát vang nài. Ngay khi đóng cánh cửa lại, chính những cảm giác đó đã dấy lên trong lòng tôi. Tôi đã làm gì thế kia? Người phụ nữ hiền lành đó đã dành hẳn mấy tuần để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ với một mong muốn duy nhất là giúp cứu rỗi linh hồn tôi. Còn tôi, tôi đã làm gì để thể hiện lòng cảm kích và biết ơn của mình trước những hành động không chút vị kỷ này? Đánh bại người phụ nữ ấy bằng hàng loạt cú đấm lưu sức và ngôn từ. Hạ nhục và vùi dập những người mà bà ta tôn quý ngay trước mặt bà. Cố đập tan những nền tảng của một cuộc sống mới trang hòa tình yêu thương mà bà đang cố góp sức gây dựng. Và sau khi hả hê với chiến thắng của mình, giờ tôi lại để bà ra đi giữa cơn bão tuyết tôi ngồi xuống choáng váng với những điều khủng khiếp mình đã gây ra lưu và ngôn từ bỗng dưng trở nên vô nghĩa tôi đau đớn và ân hận vô cùng dù không biết điều này nhưng thiên thần bao dung của tôi ơi bà đã thành công ngoài mong đợi sự nhường bước của bà ở lần tranh biện cuối cùng đã chấp cánh cho tâm hồn tôi bay lên hỡi thiên thần của tôi cho dù hiện tại người đang ở đâu tôi thực lòng cảm ơn sứ mệnh giải thoát tuyệt vời và thành công của người dưới ánh sáng của sự ngộ thức cuộc đời tôi đã thay đổi từ đây tôi dần nhận ra rằng hẳn phải có điều gì đó còn thông tuệ hơn cả ngôn từ con số và lý lẽ logic đơn thuần thực tế là tôi đã sớm nhận thấy có rất nhiều loại hình trí thông minh sáng tạo creative intelligence nội tâm personal intelligence xã hội social intelligence giác quan sensual intelligence thể lý physical intelligence tình dục sexual intelligence không gian spatial intelligence tâm linh spiritual intelligence tồn tại song song với ngôn từ verbal intelligence và số học numerical intelligence định nghĩa trí tuệ tâm linh Chúng ta thường được nghe nói về tinh thần, tâm linh, tâm hồn, linh hồn, nội tâm, bản thể nội tại, nguồn năng lượng sống, lương tâm, vân vân. Nhưng những tên gọi đó có ý nghĩa gì? Spirit hay linh hồn, tâm hồn xuất phát từ chữ Latin Spiritus có nghĩa là hơi thở hiện nay chúng ta thường gọi nó dưới cái tên năng lượng sống hay phần phi vật chất của con người bao gồm cả cảm xúc và tính cách nguồn năng lượng này chứa đựng những phẩm chất quan trọng như nhiệt thành can đảm và kiên định trí tuệ tâm linh quan tâm đến việc làm thế nào để phát triển những phẩm chất trên cũng như bảo vệ và hoàn thiện con người nội tâm từ điển tiếng anh oxford định nghĩa đây là quá trình khơi dậy đặc điểm nhân dạng tốt đẹp và gia tăng nguồn năng lượng thông tuệ nguồn cảm xúc tích cực trí tuệ tâm linh là một bước phát triển tự nhiên của trí tuệ nội tâm nhận biết trân trọng và thấu hiểu bản thân và trí tuệ xã hội nhận biết trân trọng và thấu hiểu người khác ngoài ra trí tuệ tâm linh còn thể hiện sự trân trọng thấu hiểu tất cả những dạng sống khác và vũ trụ này tự thể hiện bản thân. Tự thể hiện bản thân được xem là giai đoạn tối thượng trong việc phát triển bản thân. Đây là một khái niệm do nhà tâm lý học Abraham Maslow đưa ra trong thuyết tháp nhu cầu của ông. Maslow đã khám phá ra rằng, cho dù xuất thân từ đâu, mọi người đều trải qua một tiến trình từ thấp đến cao, từ đấu tranh sinh tồn cho đến phát triển tâm linh tinh thần với những bước tiến cụ thể như sau. Nhu cầu về thức ăn nhu cầu về chỗ ở nhu cầu về sức khỏe nhu cầu về gia đình nhu cầu được học tập nhu cầu giao tế xã hội nhu cầu đạt được sự thông thái vật chất và được xã hội công nhận chỉ khi nào tất cả các nhu cầu này được thỏa mãn thì con người mới đạt đến giai đoạn tối thượng của việc phát triển bản thân đó là tự thể hiện bản thân Maslow định nghĩa tự thể hiện bản thân là một trạng thái vui vẻ, hân hoan và bao dung, cùng với trí sáng tạo của mình, chúng ta thực hiện sứ mệnh giúp những người khác cũng đạt được cảnh giới tối thượng, thông thái và an lạc. Viễn cảnh tốt đẹp này sẽ được hiện thực hóa khi môi trường sống ngập tràn lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Những gì Maslow từng mô tả trước kia, ngày nay chúng ta gọi đó là trí tuệ tâm linh. Thế giới khao khát tìm kiếm trí tuệ tâm linh. Trong một thế giới đang rệu rã, què quạt về mặt tinh thần, thì việc quan tâm phát triển sức mạnh của trí tuệ tâm linh là việc làm hết sức kịp thời. Thế giới rồi sẽ ra sao khi thuật ngữ thiên đường được dùng để gọi tên cho một cuộc sống phủ phê về vật chất hoặc cho một nơi chốn có thể làm thỏa mãn những lạc thú thế giới rồi sẽ ra sao khi người ta không ngần ngại xưng tụng những khách hàng sẵn lòng mốc hầu bao chi trả cho sản phẩm, dịch vụ là thượng đế? Sẽ ra sao nếu ai đó cảm thấy như đang ở chính tầng mây khi bất ngờ trúng vé số độc đắc? Và sẽ ra sao khi cảm giác phiêu bồng không còn mang hàm ý là một trải nghiệm xuất thần đạt được qua thiền định hoặc chiêm nghiệm nội tâm sâu sắc mà lại được dùng để mô tả tác dụng của một loại ma túy rẻ tiền, hại não. Tuy nhiên, mọi thứ không tệ như vẻ ngoài, thực sự là những người tìm kiếm cảm giác vấn chấn thú vị ấy, trong đó có chúng ta, đều khẳng định rằng linh hồn vẫn còn sống. Duy chỉ có điều chúng ta vẫn đang lây hoay tìm kiếm hướng đi đúng và chưa vượt qua được những cám dỗ đời thường. Dù tin tức xấu cứ nhan nhản xuất hiện mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông, nhưng trong số đó vẫn lấp lánh những sợi bạc. Thảm họa thiên nhiên, động đất, sóng thần, lũ lụt mang đến biết bao đau thương, mất mát. Nhưng sau đó chúng ta nhận thấy lòng trắc ẩn và tinh thần cộng đồng, tương thân, tương ái sẽ chia lại bùng lên mạnh mẽ. Những biến cố này giúp ta thoát khỏi lối sống vô cảm, mở lòng hơn để sống chan hòa với mọi người và có được nhận thức mới thoát khỏi lối suy nghĩ cạn cợt, tâm thường. Đây cũng là dạng nhận thức hay sự thấu triệt được khai mở vào khoảnh khắc đứng giữa làng ranh sống chết, khoảnh khắc mất đi người thân yêu, nhìn ngắm ánh bình minh, thưởng lãm một bức tranh hoặc bởi tất cả những gì đã khơi nguồn cảm hứng cho những tuyệt phẩm hội họa, thơ ca và âm nhạc. Tin tốt lành là ngày càng có nhiều người ở những xã hội giàu có đã chán ngấy sự hời hợt của lối sống thiên về vật chất. Họ đang tìm kiếm một hệ thống giá trị sống mới, một hệ thống giá trị đề cao tính tương thuộc và tinh thần trách nhiệm trong một thế giới ngày càng bất ổn như hiện nay. Một khảo sát gần đây do John Naisbit, tác giả quyển sách Megatrends 2000 thực hiện, cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử, số người chuyển từ các thành phố lớn ra ngoại ô, rồi từ ngoại ô chuyển hẳn về vùng thôn quê lại đông hơn số người chuyển về thành phố. Vì sao? nhiều người cho biết họ đang lạc mất tâm hồn cần phải quay về với chính mình với thiên nhiên và với cảm giác về cộng đồng đích thực họ mong muốn có một cuộc sống chất lượng hơn một cuộc sống nuôi dưỡng thay vì làm suy kiệt tinh thần cũng vào lúc này thế giới đang trải qua một thời kỳ phục hưng mới ngày càng có nhiều phòng triển lãm nghệ thuật phòng hòa nhạc và bảo tàng được xây dựng trên khắp thế giới ở nhiều nước số người theo học âm nhạc hội họa, văn chương, kịch nghệ và khiêu vũ hoặc múa ngày càng đông hơn. Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, thế kỷ của bộ não và thiên niên kỷ của tâm trí, trong một thế giới đang không ngừng chuyển mình từ thời kỳ đêm tối của tâm hồn sang thời đại của sự khai sáng tâm linh và chúng ta đang là một phần của tiến trình chuyển đổi này. Người vĩ đại là người nhận thấy sức mạnh tâm linh còn mạnh hơn bất kỳ thế lực vật chất nào khác. Juan Wando Emerson Nhân vật lịch sử Valentina Tereskova Nhiều cá nhân kiệt xuất đang lên tiếng kêu gọi hãy quan tâm hơn nữa đến trí tuệ tâm linh và học cách chăm sóc, nuôi dưỡng thế hệ tương lai, cũng như cả hành tinh này. Một trong những tấm gương điển hình nhất là tiến sĩ Valentina Tereskova. Ngày 16 tháng 6 năm 1963, tàu không gian Vostok 6 được phóng thành công và Valentina đã thực hiện quỹ đạo bay 48 vòng quanh trái đất. Ba ngày sau, bà hạ cánh an toàn. Cho đến nay, bà là người phụ nữ duy nhất một mình chinh phục chuyến bay ra ngoài không gian. Bà nhận được rất nhiều huân chương và giải thưởng, đồng thời cũng dành nhiều thời gian tham gia phát biểu trong các hội nghị về hòa bình thế giới. Trong buổi lễ đón nhận giải thưởng Người Phụ Nữ của Thế Kỷ 20, bà đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của chúng ta đối với tương lai nhân loại. Chúng ta phải hiểu và nhận thấy rõ trách nhiệm của mình đối với tương lai nhân loại trong mọi hoạt động từ kinh tế, khoa học đến văn hóa nghệ thuật. Tôi tin rằng chúng ta đều thấy được những vấn nạn đang đe dọa thế giới như ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không gian, những vấn đề phát sinh trong việc sử dụng các thành tựu khoa học công nghệ. Một vấn đề khác cần chú trọng là bảo vệ sức khỏe tinh thần cho con em chúng ta trang bị cho chúng chiếc la bàn đạo đức để lựa chọn hướng đi đúng đắn trong không gian mạng mênh mông vô cùng tận. Chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này không? Có, chúng ta có thể nhờ tinh thần trách nhiệm và đoàn kết. Thế vận hội Olympic 2000 tại Sydney, Úc cũng là một minh họa rõ nét về những lợi ích và tầm ảnh hưởng khi mọi người cùng sử dụng trí tuệ tâm linh. Trong hai tuần, 17 triệu người đã cùng nhau xử lý lượng công việc khổng lồ gác chuyện cá nhân sang một bên để chăm lo cho người khác, vượt qua tất cả các loại stress và có đến 4 triệu người cống hiến cả thời gian, tiền bạc và công sức của mình để mừng ngày hội lớn của nhân loại. Các nhà bình luận trên khắp thế giới vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng nhiều dàn hợp xướng ngẫu nhiên trình diễn trên xe lửa, tàu thủy và cả máy bay trước việc ai nấy đều sẵn sàng giúp đỡ người khác và trước tinh thần phấn khởi, vui vẻ đang lây lan khắp đất nước này. Đây là một trường hợp điển hình về việc một quốc gia đa sắc tộc, đa tín ngưỡng, đón tiếp mọi người từ khắp nơi đổ về và đạt được thành công phi thường khi xây dựng nên một thiên đường chốn hạ giới dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Nhân vật lịch sử, công nương Diana của xứ Wales Việc công chúng bày tỏ nỗi thương tiếc trước sự ra đi của công nương Diana vào năm 1997 được xem là một biểu hiện đáng lo ngại về sức mạnh của người nổi tiếng và sự trống rỗng trong đời sống nội tâm của con người. Đó là lý do họ lệ thuộc, sống chết cùng với các thần tượng. Ở một góc nhìn khác, vai trò của trí tuệ tâm linh thể hiện rất rõ qua sự kiện này. Tất cả mọi người đều bỏ qua những khác biệt để cùng chia sẻ niềm tiếc thương dành cho người phụ nữ đã làm quá nhiều việc thiện. Điều khiến bà trở thành biểu tượng của hy vọng và lòng trắc ẩn. Hàng triệu người trên khắp thế giới sẽ mãi nhớ đến công nương vì hành động quyết liệt phản đối sử dụng miền sát thương, cũng như tình yêu thương của bà dành cho bệnh nhân S. Dù đang phải đối mặt với những vấn đề cá nhân, nhưng bà vẫn gian rộng vòng tay với những ai thực sự cần giúp đỡ lấy bản thân mình làm gương bà truyền cảm hứng cho mọi người cùng chung tay góp sức thế giới chúng ta đang sống không tồi tệ như chúng ta nghĩ mà trái lại nó đang trải qua giai đoạn phát triển tâm linh rất tuyệt diệu sức mạnh tâm linh mà chúng ta đang sở hữu là vô tận chúng ta không thể dạy cho người khác bất cứ điều gì chúng ta chỉ có thể giúp họ khám phá ra điều đó từ trong chính họ galileo galilei Tổng quan về quyển sách, sức mạnh của trí tuệ tâm linh. 10 chương sách giống như 10 phút lành kết hợp với nhau để hình thành nên trí tuệ tâm linh. Chương 1: Khám phá bức tranh toàn cảnh. Trong chương này, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy bạn là một phép màu và bạn sẽ biết được nhiều điều tuyệt vời về bản thân cũng như mối quan hệ của bạn với vũ trụ. Mỗi chúng ta đều có sức ảnh hưởng nhất định đến tiến trình lịch sử. Qua những câu danh ngôn bất hủ của một số nhà tư tưởng vĩ đại, bạn sẽ nhận ra được năng lực và sức mạnh tuyệt vời của mình. Chương 2. Khám phá những giá trị của bản thân Những nguyên tắc và giá trị sống sẽ quyết định đến hành vi của con người, qua đó ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thành công của chúng ta trong cuộc sống. Nói cách khác, bằng cách áp dụng những điều được học, bạn sẽ sống hòa hợp hơn với chính mình và với những người xung quanh. Chương 3 tầm nhìn cuộc đời. Bằng cách áp dụng sức mạnh của tầm nhìn và khả năng hoạch định, bạn có thể chuyển đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Tôi sẽ giới thiệu đến bạn một kỹ thuật đặc biệt tôi đã sử dụng để hỗ trợ nâng cao khả năng thành công cho những vận động viên Olympic, doanh nhân và hàng chục nghìn người khác trên toàn thế giới. Chương 4: Lòng trắc ẩn, hiểu mình và hiểu người. Ở chương này, bạn sẽ có cơ hội khám phá thêm nhiều điều tuyệt vời ở bản thân thông qua một số trò chơi, bài tập. Cả nhân loại đều đang cùng chia sẻ những phẩm chất tâm linh. Tư tưởng của Gandhi, John Donne, Muhammad Ali, Nelson Mandela và Ron Emerson sẽ giúp bạn nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu trong chính mình. Chương 5. Trao và nhận, thiện nguyện và hàm ơn Trao và nhận cũng giống như hai mặt của một đồng xu. Tâm hồn chúng ta hít vào lòng biết ơn và thở ra sự thiện nguyện. Andrew Carnegie, một trong những người giàu nhất thế kỷ 19, là hình mẫu tuyệt vời cho phẩm chất này. Áp dụng những bài học trong chương này, bạn sẽ mạnh mẽ hơn về mặt tâm linh, đồng thời cũng thoải mái, hòa hợp, ân cần và chu đáo hơn. Chương 6. Sức mạnh của tiếng cười Cười là một điểm quan trọng trong trí tuệ tâm linh, giúp giảm stress và mang đến cho bạn một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc hơn. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy cười giúp bạn sống lâu và khỏe mạnh hơn. Chương 7: Trở lại khu vườn tuổi thơ. Trong sáng vô tư như một đứa trẻ thì có lợi ích như thế nào? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình trong chương này. Trí tuệ tâm linh càng cao, những phẩm chất trẻ thơ như hồn nhiên, vui vẻ, tự nhiên, nhiệt tình và táo bạo sẽ càng hiện rõ trong cuộc sống của bạn. Chương 8: Sức mạnh của nghi lễ. Làm thế nào để ổn định trạng thái tâm linh và cảm xúc, giảm stress, kiên trì hơn, mạnh mẽ và tự tin hơn? Có một công thức màu nhiệm nào không? Có, đó chính là nghi lễ. Trong chương này, bạn sẽ lĩnh hội được nhiều bài học quan trọng từ các yogi, biết cách tạo ra những nghi lễ cho mình và trân trọng những tác dụng tuyệt vời của nghi lễ đối với bộ não, thân thể và tinh thần ta. Chương 9: Bình an. Thế giới hiện đại ngày nay tràn ngập những làn sóng rung cảm tiêu cực như stress, bồn chồn, lo âu. Để có thể khỏe mạnh cả về thể chất cũng như tâm linh, ta cần học cách giảm stress, đồng thời nuôi dưỡng không gian nội tâm. Yên bình tỉnh tại. Ở chương này, tôi cùng với sự hỗ trợ của Maharishi, Khổng Phu Tử và nhiều vị khác sẽ giúp bạn đạt đến trạng thái tự do tâm thức, thoát khỏi những phiền não tinh thần, căng thẳng và đau khổ. Chương 10: Tất cả những gì ta cần là tình yêu. Trong chương này, bạn sẽ khám phá thêm về sức mạnh của tình yêu thương, một nguồn sức mạnh tối thượng ở đây những câu chuyện về hành trình phiêu lưu về những nỗi khổ cực và phiền muộn về cái chết và hy vọng sẽ mở ra cho bạn những phương pháp giải tỏa nỗi khổ đau tuyệt vọng sức mạnh của trí tuệ tâm linh là một quyển sách mang tính khơi gợi cao cung cấp thêm nhiều thông tin thực tiễn và vui nhộn mỗi chương sách bao gồm định nghĩa về phẩm chất đang được mô tả những lợi ích khi ứng dụng vào cuộc sống thường nhật những câu chuyện truyền cảm hứng và hướng dẫn bạn phát triển trí tuệ tâm linh và những tư tưởng thông thái nuôi dưỡng tinh thần bạn bên cạnh đó sách còn giới thiệu những bài tập rèn luyện ở cuối mỗi chương với những trò chơi hoạt động và lời khuyên thiết thực giúp bạn củng cố từng khía cạnh của trí tuệ tâm linh phần lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ tâm linh sẽ nâng cao hiệu quả cho bài luyện tập biến ý định và lời khẳng định thành hành động thực tế những lời khẳng định tích cực còn giúp bạn giữ vững mục đích sống và nâng cao sức mạnh tinh thần. Bạn có thể nhẩm đọc giống dạc hô to, hát lên hoặc treo những lời này ở nơi bạn thường xuyên nhìn thấy. Những lời khẳng định tích cực ở đây đã được soạn thảo kỹ lưỡng, cân nhắc đến từng từ nhằm giúp bạn tránh rơi vào chiếc bẫy tư duy tích cực đoan, nghĩa là tích cực một cách mù quáng, đồng thời giúp bạn có được thân thể cường tráng đầu óc minh mẫn tâm hồn vững vàng năng lượng lưu chuyển thông suốt trí tuệ tâm linh vững mạnh cuộc sống chất lượng sức mạnh của trí tuệ tâm linh còn giới thiệu một số bản đồ tư duy một công cụ học tập sinh động nhiều màu sắc và hình ảnh mà tôi đã dành cả đời để phát triển đó là những tuyến đường ký ức cho phép bạn sắp xếp các sự kiện và ý tưởng phù hợp với cách thức vận hành tự nhiên của bộ não sẽ có những bản đồ minh họa cũng như bài tập về bản đồ tư duy ở mỗi chương để giúp bạn củng cố hơn nữa trí tuệ tâm linh thực hành theo những ý tưởng được giới thiệu trong sách này trí tuệ tâm linh của bạn sẽ ngày một phát triển để biết được mức độ tiến bộ của bản thân hãy trả lời ngay những câu hỏi sau rồi trở lại với chúng sau khi đọc xong quyển sách bạn có cảm thấy mình và thiên nhiên hợp thành một thể có hoặc không bạn có thích vui đùa không có hoặc không người khác có đánh giá rằng bạn hồn nhiên trong sáng như trẻ thơ chứ không phải ngây ngô ấu trĩ không có hoặc không bạn có thích trẻ con không chúng có đáp lại bạn một cách thành thật không có hoặc không bạn có là người thông cảm với khó khăn của người khác không có hoặc không người khác có tìm đến bạn để nhờ giúp đỡ những vấn đề cá nhân hay liên quan đến đạo lý tâm linh không có hoặc không bạn có thích tất cả các dạng thời tiết không? Có hoặc không. Bạn có ghét nhiều dạng thời tiết như lạnh giá, nóng bức hay mưa nhiều không? Có hoặc không. Bạn có thích động vật không? Chúng có đáp lại bạn một cách thành thật không? Có hoặc không. Khi thấy ruồi, bọ và các loại côn trùng xấu xí khác, bạn có gắng sức tiêu diệt chúng không? Có hoặc không. Trùng thực là giải pháp tối ưu nhất có hoặc không mọi người đều có mục đích sống chân chính có hoặc không bạn tin rằng công việc thiện nguyện chỉ dành cho những người nuôi tham vọng mang lại sự cải cách có hoặc không bạn thường hay trải nghiệm cảm giác choáng ngợp đầy kinh ngạc có hoặc không bạn thường có những khoảnh khắc hân hoan vui vẻ có hoặc không bạn cảm thấy bản thân mình cùng với mọi người và vạn vật xung quanh là một thể thống nhất có hoặc không bạn có thường hay cầu nguyện thiền định suy nghiệm không có hoặc không bạn có hào hứng thích thú với những câu hỏi về mục đích sống bản chất tốt xấu mối quan hệ giữa con người với vũ trụ có hoặc không bạn yêu thích âm thanh tĩnh lặng có hoặc không bạn có quan tâm đến hành tinh của chúng ta không có hoặc không bạn có yêu thương bản thân không có hoặc không bạn có sẵn lòng nhặt rác đang vương vãi không có hoặc không bạn cảm thấy có một nguồn năng lượng sức mạnh nào đó còn vĩ đại hơn cả bạn có hoặc không bạn có đang tràn rầy hy vọng không có hoặc không bạn đang dâng tràn lòng nhiệt huyết có hoặc không bạn là người giàu lòng trắc ẩn có hoặc không bạn cảm thấy biết ơn cuộc đời này có hoặc không bạn tôn trọng mọi người có hoặc không bạn là người đầu óc sáng tạo có hoặc không? Hết phần mở đầu. Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác: podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.